Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình xung đột ở tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Vẫn là chủ đề nóng hot nhất trên diễn đàn của Vũ Quang. Và hiện tại thì thế giới cũng quan tâm nhiều nhất về câu chuyện bàn cờ quân sự thế giới, vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển kinh tế của bất kỳ quốc gia dân tộc nào ở trên hành tinh này. Và bàn cờ quân sự thế giới ngày hôm nay thì mọi chủ đề nó đang đổ dồn về những vấn đề ở tại Ukraine. Phương Tây tập thể có những động thái mang tính chất thách thức lằn ranh đỏ của Nga, nhưng tới thời điểm hiện tại đâu đó cũng bắt đầu dịu nguội rồi, chứ không tiếp tục hổ báo cáo chồn để mà đương đầu với gấu Nga nữa. Vì cái tiến trình mà phương Tây đưa ra những cái quyết định tấp tay với lại Liên bang Nga thì nó đều đi tới cái bước đường của sự thất bại. Phản công năm 23 thất bại, đột kích vào cốt cũng thất bại, cởi trói cho Ukraine cũng thất bại. Kết quả hàng trăm tỷ đô la mà phương Tây viện trợ cho Ukraine rất có thể phương Tây đưa ra về với đôi bàn tay trắng. Chính quyền Ukraine ngày càng thể hiện cho nhân dân Ukraine thấy họ chính là tội đồ của dân tộc, là tay sai đắc lực mà Mỹ đã dựng lên để phá hoại đất nước Ukraine và để tàn sát nhân dân Ukraine bằng con đường bắt lính, đẩy ra chiến trường. Những người Ukraine ở tại châu Âu ngày hôm nay, họ không muốn trở về đất nước nữa. Họ không muốn trở về đất nước nữa. Đây chính là thảm họa đối với chính quyền Ukraine và phương Tây tập thể, trong cái lúc mà họ đang rất cần người để ra chiến trường chiến đấu, thì nhân dân Ukraine lại không muốn trở về đất nước. Thì không biết là Zelensky tới đây sẽ làm nghi lễ gì để cho hàng gần triệu quân binh lính Ukraine nằm dưới mồ sâu độn thổ để trở về chiến đấu với quân Nga, người ta chưa biết. Trong khi đó thì những cái câu chuyện về lệnh ngừng bắn và đóng băng xung đột đang vang lên từ Ukraine cho đến phương Tây, và người ta tìm ra những lý do để NATO muốn đóng băng xung đột ở đây. Như cơ quan tình báo đối ngoại của Nga nói rằng NATO muốn đóng băng xung đột là để củng cố sức mạnh cho quân đội Ukraine để đáp trả đòn thủ, là để NATO đưa quân đội vào trong Ukraine, đưa đội vào trong Ukraine để đóng quân nhằm đảm bảo cho khu vực phi quân sự. Đây chính là ý đồ của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ còn gì vui hơn khi mà bây giờ quân đội của mình nằm ở Odessa, quá vui mừng luôn. Đảm bảo toàn bộ sườn đông NATO nó sẽ tồn tại, toàn bộ châu Âu sẽ phục vụ cho lợi ích của Hoa Kỳ, và từ đó Hoa Kỳ dễ dàng để thực hiện là xây dựng cánh tay nối dài ở sườn phía nam nước Nga. Đấy là ý đồ của nước Mỹ. Thế nhưng mà ý đồ này đâu có nằm ngoài dự đoán của Liên bang Nga đâu, có đâu nằm ngoài cái tầm nhìn của Liên bang Nga đâu. Hoa Kỳ có thể tính toán được những bước đường để gây hại cho Nga, thì Nga cũng tính toán được những bước đường để ngăn chặn những kế hoạch mà Mỹ muốn gây hại. Làm gì có cơ hội cho Hoa Kỳ thực hiện những yếu tố gây hại cho Liên bang Nga được. Còn cựu thủ tướng Ukraine dự đoán bi kịch của đất nước, dự đoán được bi kịch của đất nước. Cựu thủ tướng Ukraine ông Ararov cho biết trên kênh Telegram của mình rằng đất nước Ukraine có thể biến mất hoàn toàn trong một vài thế hệ nữa do thiếu nhân sự và huy động tổng lực. Thứ trưởng Kinh tế nhận định Ukraine đang thiếu nhân lực để đạt mức tăng trưởng GDP 7% vào năm 2030. Nước này thiếu 4,5 triệu lao động. Ông biết rằng là trong một vài thế hệ có thể không còn người Ukraine nào nữa. Ukraine cần 4,5 triệu công nhân, và con số này sẽ tăng lên do quá trình huy động dân số đang diễn ra, và cuộc khủng hoảng nhân khẩu học sẽ trở nên tồi tệ hơn. Theo cựu thủ tướng, để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, Ukraine sẽ phải thu hút người di cư. Tuy nhiên, theo ông thì những người này khó có thể là cư dân của các nước hậu Xô Viết, vì theo truyền thống lâu đời thì họ đến Nga làm việc, và xu hướng này khó có thể thay đổi. Vì vậy,
kịch bản dễ xảy ra nhất đối với việc Ukraine là cư dân của các nước Nam và Đông Đông Á, chẳng hạn như là Philippines, Thái Lan. Bộ trưởng Kinh tế trước đây cũng thừa nhận rằng việc huy động các chuyên gia vào hàng ngũ lực lượng vũ trang Ukraine sẽ trở thành một mối hiểm họa lâu dài đối với lại Ukraine ngày hôm nay. Cựu thủ tướng Ukraine dự đoán kịch bản bi thảm, nhưng đây chưa phải kịch bản bi thảm nhất. Kịch bản bi thảm lớn nhất là Ukraine sẽ không còn trên bàn cờ quân sự thế giới nữa và quay trở lại với nước Nga, thì lúc đó Ukraine sẽ huy hoàng trở lại là một tỉnh thuộc Nga hoặc là một nhà nước thuộc Nga, chứ không phải như ngày hôm nay độc lập chả có, tự chủ chả có, lại có cái con đường làm biếc dê, biến nhân dân của mình trở thành con cừu, trở thành nô lệ cho tư bản của phương Tây. Chiều hướng Ukraine bây giờ nó là như vậy. Còn tờ báo của Mỹ chia sẻ rằng hàng chục nghìn lính Ukraine đã đảo ngũ. Đây là vấn đề tệ hại đối lực lượng vũ trang Ukraine, làm suy yếu và phá vỡ hàng ngũ quân đội. Từ đâu diễn ra cơ sự này? Từ cách đối xử của ông Zelensky với nhân dân. Hãng tin AP dẫn lời hai binh lính đã đảo ngũ, cũng như là các luật sư và quan chức giấu tên, cho biết là tình trạng đảo ngũ hàng loạt đang làm kiệt quệ quân đội Ukraine và làm tê liệt các kế hoạch chiến đấu Kiev khi hàng chục nghìn người đã rời bỏ lực lượng vũ trang. Chúng tôi đã vất kiệt sức lực của mình, một sĩ quan của lữ đoàn 72 nói với hãng tin của Mỹ, giải thích lý do vấn đề đảo ngũ trở lên nghiêm trọng như hiện nay. Văn phòng Tổng thống Ukraine đã liệt kê có tới hơn 100.000 binh sĩ thuộc tội đảo ngũ. Gần một nửa trong số đã rời bỏ lực lượng từ đầu năm tới nay. Tuy nhiên, theo AP thì con số thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều, lên tới 200.000 người. Đây là một vấn đề nghiêm trọng trong hàng ngũ lực lượng vũ trang Ukraine ngày hôm nay, trước đà tiến quân mạnh mẽ của Liên bang Nga. Tờ báo của anh Economist thì đánh giá rằng tới 20% nhân sự Ukraine đã đảo ngũ, 20%. Khi mà đội hình chỉ muốn tháo chạy, thì chúng ta cũng biết rằng một phương Tây tập thể không thành công trong kế hoạch bao vây Nga và khiến Nga thất bại được. Ở Mỹ cũng công nhận là Nga thành công trong chiến lược đối với phương Tây. Nga thành công trong chiến lược đối với phương Tây. Nga thành công tác động một cách hiệu quả đến phương Tây, buộc họ phải đưa ra những quyết định có lợi cho Moscow. Quan điểm này được thể hiện trong một nội dung phát trên kênh truyền hình CNN của Mỹ. Phương Tây sẽ không thể ép người Nga thực hiện theo cái mong muốn của họ, mà chính phương Tây sẽ phải hành động theo cái mong muốn của Ukraine, mong muốn của Liên bang Nga. Bên cạnh hoạt động trên chiến trường thì Điện Kremlin đang dẫn dắt cuộc chiến buộc phương Tây phải suy nghĩ theo quan điểm của Nga chứ không phải theo quan điểm của chính mình, CNN trích dẫn. Như đồng tác giả của một số bài báo nói CNN rằng chiến lược của Nga là buộc đối phương có những quyết định trái với lợi ích của họ qua việc đưa ra lựa chọn sai lầm. Bà nhận định chính vì điều này mà phương Tây đang trì hoãn việc cung cấp vũ khí đầy đủ cho Kiev, vì họ biết không thể giúp cho Ukraine chiến thắng với Nga trên chiến trường được. Họ cố gắng trì hoãn và viện trợ một cách nhỏ giọt để duy trì chiến sự, chờ đợi người Nga suy yếu và sự mệt mỏi của nhân dân Nga. Nhưng điều này đã không diễn ra theo ý muốn của Hoa Kỳ. Còn Điện Kremlin cũng bình luận về các cuộc tấn công vào cơ sở phức hợp công nghiệp quân sự của Ukraine gần đây. Nga có những hành động đáp trả đòn thù đấy. Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở phức hợp công nghiệp quân sự của Ukraine được thực hiện phù hợp với phản ứng của Liên bang Nga trước các cuộc tấn công của Ukraine bằng tên lửa của Mỹ, Anh vào lãnh thổ của Liên bang Nga. Cuộc không kích nhằm vào cơ sở của tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine và các cơ sở có liên quan trực tiếp và gián tiếp tới việc đảm bảo các hoạt động của tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine là một hành động đáp trả. Ngày hôm qua tại cuộc họp báo, chính Tổng thống Liên bang Nga đã nói về điều này, đó là phản ứng trước việc lực lượng vũ trang của chế độ Kiev hai lần sử dụng tên lửa của Mỹ nhắm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Liên bang Nga. Ông Biden nói đây là phản ứng phù hợp
để giải quyết xung đột ở Ukraine cần loại bỏ gốc rễ vấn đề là nhiệm vụ của Nga ngày hôm nay cần hành động. Gốc rễ vấn đề ở đây là Sườn Đông NATO đã tăng cường mở rộng và áp sát biên giới của Nga. Việc này cần phải giải quyết. Và chính sách thù địch của phương Tây, rồi Ukraine đòi gia nhập NATO trở thành tiền đồn để chống lại Nga. Mình cô cũng nhắc lại quyết định vô trách nhiệm của Mỹ cho phép Kiev bắn tên lửa của Mỹ vào Liên bang Nga là đe dọa thế giới bước vào thế chiến thứ ba. Nga có những thông số rõ ràng để giải quyết về vấn đề Ukraine ngày hôm nay. Chúng tôi có những thông số hoàn toàn rõ ràng cần thiết để giải quyết xung đột. Nhưng phương Tây tập thể do Mỹ dẫn đầu lại không muốn chấm dứt xung đột, muốn kéo dài cuộc chiến và chờ đợi ngày Nga thất bại chiến lược là ý đồ của Hoa Kỳ. Mặc dù họ biết điều này không dễ để thực hiện, nhưng chỉ có thể khiến Nga thất bại chiến lược thì Hoa Kỳ mới tiếp tục duy trì được trật tự của thế giới đơn cực. Lực lượng vũ trang Ukraine cũng mất hơn 340 quân nhân trên hướng Norkut trong một ngày. Cuộc chiến tiêu hao ở mặt trận Kut đã khiến nước canh bạc Ukraine hoàn toàn phá sản cùng một phương Tây tập thể. Khi mà mặt trận Sumy ngày càng thể hiện rất rõ là nghĩa địa của khí tài phương Tây và nguồn nhân lực của Ukraine. Ngày hôm nay tình thế ở tại Donbass đang nguy kịch. Tướng Zyky đã đưa ra lời tuyên bố là điều viện binh tới để chấn giữ. Nhưng làm gì còn viện binh để mà chấn giữ nữa. Còn Hoa Kỳ và Anh đối xử với Ukraine như một thuộc địa. Đây là lời tuyên bố của ngài Lavrov. Không chỉ đối xử với Ukraine mà phương Tây tập thể đang đối xử với EU như một thuộc địa chứ không riêng gì Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov tuyên bố Hoa Kỳ và Anh cùng với các đồng minh NATO của họ trực tiếp kiểm soát chính quyền Ukraine hành động như những kẻ đó là thực dân. Ông Lavrov đã đưa ra tuyên bố này trong bài phát biểu của mình tại cuộc họp bàn tròn với những người đứng đầu các phái bộ ngoại giao được công nhận tại Moscow. Bộ trưởng Ngoại giao cho biết là chế độ Kiev do người Anglo-Saxon Hoa Kỳ Anh trực tiếp kiểm soát và hoạt động theo các thông lệ thuộc địa của họ. Lavrov nhấn mạnh rằng các đồng minh phương Tây đã sử dụng phương pháp chiến tranh, thông tin và bóp méo truyền thông để hoàn thành nhiệm vụ chính trị bẩn thỉu của mình. Nhà ngoại giao hàng đầu đã chỉ ra cái gọi là kinh thánh nô lệ, một phiên bản rút gọn của kinh thánh được tạo ra đặc biệt để dạy một phiên bản lệch lạc của cơ đốc giáo cho những người bị khuất phục ở Tây Ấn thuộc Anh ấy, như một ví dụ về những gì gọi họ là hoạt động thực dân. Và Mỹ và Anh đang coi Ukraine trong những hành động của mình chỉ là một thuộc địa của họ mà thôi, chứ không có tính độc lập. Và Hoa Kỳ thì ngày càng trở lên thể hiện tính chất thù địch với Nga và trở lên cái tính cách hiếu chiến chống lại nó Liên bang Nga, mặc dù họ biết không cơ hội để đánh bại Nga ngày hôm nay. Giám đốc tình báo của Anh thì cũng thừa nhận có những hoạt động bí mật ở tại Ukraine để hỗ trợ cho Ukraine và chống lại đó Liên bang Nga. Phương Tây tập thể gần đây đã liên tục đưa ra những thông điệp công khai dùng Ukraine như một công cụ để chống lại Nga, như Thủ tướng Anh Johnson cũng đã đưa ra lời tuyên bố như vậy. Mối cay đắng của Ukraine ngày hôm nay cũng đã rơi vào cái thế mà phương Tây tập thể sử dụng rồi. Họ bây giờ không có quyền quyết định gì nữa. Nhân dân Ukraine đang trở thành những con cừu nằm trong tay áo của ông Zelensky, đang bị săn bắt ở bất kỳ đâu trên đất nước. Nếu trước đây họ đi săn đầu người trên đường phố thì bây giờ họ kéo cả một lực lượng vũ trang tới từng ngôi làng để bao vây, buộc ngôi làng đấy phải giao cho họ những người đàn ông để ra ngoài chiến trường chết thay cho chủ nghĩa phát xít. Họ đang ngồi ở nhà để hưởng lợi từ những tiền bạc mà phương Tây đó là chi viện. Một đất nước như Ukraine ngày hôm nay không thể có được độc lập và tự do, không thể nào có được hòa bình. Và một quốc gia như vậy thì chỉ có một cơ hội duy nhất là biến đất nước của mình trở thành một bãi chiến trường đau khổ người dân phải chịu thôi. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và gặp lại quý vị anh chị bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.